Rồi ok, mến chào anh em nha. Bây giờ là sáng thứ hai đầu tuần. Em lên sóng một chiếc 86DX 50 nha anh em. Xe là tình trạng là sơn si zin 100%, xuất sắc. Rồi, xe này là order chuẩn 10.000 nha anh em, bao không quay tua. Không bắn tút nha, bao sơn zin 100%. Không bắn tút, không có qua dọn rửa gì hết. Đồ trên xe này là đẹp hết nha anh em. Đây anh em nhìn câm câm niền rồi là như mới không nha anh em, đúng câm rin nha. Đó, đúng câm rin theo xe nha. Đây nhìn dàn câm, dàn si xe này đi muốn không nổi luôn nha anh em, quá đẹp luôn. À, anh em nhìn ở trong giò gà nè, ốc tán là 7 màu hết, vỏ mới hai luôn. Đạp thắng đây, lốc không bắn nha, lốc sơn rin y như là mới sơn lại luôn, còn cái độ màu rất là dày. Đạp thắng, nói chung xe này đẹp từ trong ra ngoài, không có gì để anh em. Nhìn cái lò xo chân trống dưới nè, dàn câm sao y như là mới 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 hai câm vậy. Nhiều người không biết, nãy em chạy có nhiều người không biết nó xe này mới hai câm, nhưng mà thật sự là câm rin mà còn cỡ này bô. Xe này em bán là giá là 43 triệu nha anh em, quá xuất sắc luôn. Vỏ nè, vỏ mới hai luôn nè. Đây bình xăng lớn sơn rin, không bắn tút nha, yên là da rin, đế mút rin luôn, ít còn nhẹ nhẹ. Đây, chìa rin luôn nha, chìa rin này mở còn rất là bót, chứng tỏ là nó đi ít. Đây có nhiều xe nó đi nhiều thì nó mở nhiều á, nó cái tiếng nó không được vậy đâu, còn tiếng này mở nghe còn chắc chắn lắm. Xe này anh em mua về dựng chơi thôi, sáng rồi cầm ly cà phê ra ngồi ngắm thôi là cũng đã rồi, khỏi chạy. Chống đứng, gác chân chống nghiêng, còn sơn rin luôn, chưa có bị xịt sơn luôn. Lốc bên đây cũng không bắn tút luôn. Đạp số như mới, hộp sơn là không tì vết luôn nha. Anh em nhìn vỏ nè, quý hai nó bao bao sơn si rin 100% nha anh em, xe này là bao sơn si rin 100%. Gác chân chống nghiêng mà còn sơn rin luôn là biết xe là dữ rồi. Máy là đây, anh em nhìn bình xăng còn 7 màu hết luôn nè, mới là phải mới từ trong ra ngoài vậy luôn. Cổ bô nè, bốn mươi ba triệu nha anh em, mua về cà phê hoặc là trưng bày ngắm chơi thôi cũng đã. Tại vì kiếm một chiếc xe mà nó cái dàn chân mà còn rin mà còn màu cỡ này là cũng hiếm nha anh em, đa số bị hai câm phụ tùng không, còn câm này câm rin mà còn cỡ này là cũng hơi bị hiếm. Gấp nè, trong những cái phé gấp này không có bị gì hết luôn, cận cảnh cho anh em coi luôn. Có hộp sên, mặt trong của hộp sên này cũng còn đẹp luôn, chung xe này quá đẹp, không có bị trầy không bị gì hết.
máy là cực im luôn, 43 triệu. Để em nổ máy cho anh em nghe nha. Ủa, còn số luôn. Máy là cực im nha anh em. Anh em nhìn ốc máy nè, từng con ốc nói chung là đẹp toàn diện luôn, không có gì để chê luôn. Rồi anh em là có nhu cầu cứ alo nha.